phân biệt đối xử hả? Bạn lại coi. Bạn thấy người thấy hơn bạn à? Ba vô nè. Thám tử Michael Angelo. Và Tri Ốc. Và tôi chính là linh hồn của chương trình. Xin chào các bạn ơi. Sao mà vỗ tay cho em đấy trời? Đang vỗ kìa. Đang vỗ. Tôi đang vỗ mà. Không, tuần trước á, mọi người có thử thách anh là một ngày không xài công nghệ đó, anh có thực hiện được chưa vậy? Ờ, tôi đang ở đâu vậy? Khi không có công nghệ tôi giống như là tôi từ trên trời rơi xuống vậy đó. Anh đã làm cái đó chưa? Làm rồi. Con ngứa ngay tại chân. Bây giờ anh chia sẻ là anh cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào nò? Bây giờ cái sản phẩm công nghệ anh còn trong người không? Lục xác liền. Đương nhiên còn chứ, một ngày thôi chứ làm gì giao. Mấy một ngày anh bắt đầu từ bây giờ thôi. Mà không ngờ là một ngày đó là một ngày khủng khiếp đối với tôi. Không chỉ riêng tôi mà đối với tất cả quý khán giả, bất cứ ai. Nếu như cách xa các phương tiện về công nghệ hiện đại và tiên tiến, coi như chúng ta giống như bị trắng tay. Nhưng mà cũng không ngờ sẽ có những cái điều hay ho được diễn ra. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Gì? Gì? Phải bên đây không ba? Phải, hôm nay ngày không công nghệ. Nào đưa đưa đây điện thoại đi. Ừ, đi đi. Ê, thí dụ giờ mình chuyển qua ngày mai được không? Không, ngày mai đi. Không, tớ bận show nha. Ngày nào mà chẳng bận show. Nè, 5 phút nữa. 5 phút. Bắt đầu từ mấy giờ đây? Đi ra chỗ khác đi. Sáng 7 giờ. Chỗ một lớp phải làm việc bao nhiêu công việc hiện đại. Thôi, một ngày làm việc 8 tiếng thôi. Giờ cứ đụng tới điện thoại là tôi bắn. Cứ đụng tới công nghệ là tôi bắn. Cái gì vậy ba? Điện thoại lại. Tên người có đầu điện tử nữ lại, máy nhắn tin. Hết rồi. Không có. Đồng hồ. Ờ, cái đồng hồ này nó coi giờ đi chứ. Nhưng mà đồng hồ là công nghệ hiện đại. Vừa đây. Thiếu công nghệ hiện đại là khô. Ờ, nó chỉ dạy pin thôi mà. Công nghệ hiện đại. Vừa đây. Gì vậy trời? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngày không công nghệ bắn nào. Giờ đụng tới bất kỳ món đồ công nghệ nào tôi bắn. Nhưng mà giờ không có công nghệ. Im lặng. Trời, không bắn nói. Nhưng mà à, họ không có đồ liên lạc. Sao người ta bút xô. Thì chuyện đó là chuyện của bạn. Bạn đã nhận tham gia cái này rồi. Thì giờ đó là chuyện của bạn. Em ơi, ở đây có điện thoại bàn không em? Cho anh mượn xíu đi. Anh mượn, anh cảm ơn em. Cái gì vậy? Giờ không có điện thoại sao liên lạc nổi? Trời ơi. Rồi không có điện thoại, không có đồ nhắn tin, giống như mình lạc trên quan đảo rồi sao mất kết nối với mọi người sao? Nè. Nó không vô được bất cứ món gì luôn mà. Em biết chỗ này gần đây có chỗ nào bán đồ cổ không? Không, hợp lý không? Đồ Lê Công Kiều. Lê Công Kiều. Hợp lý à. Quá trời. À. Nhớ rồi. Lê Công Kiều, một con đường gần với chợ Bến Thành. Là phố Lê Công Kiều. Ê, cái gì vậy ba? Không được dùng công nghệ hiện đại. Cái này công nghệ hiện đại cái xe hả? Đúng rồi, cái xe này công nghệ hiện đại. Đụng vô là tôi bắn. Bỏ chìa khóa xuống. Kỳ vậy trời, cái này là xe cổ bình thường mà. Cái gì đó em ơi? Tôi đã bao đụng tới công nghệ hiện đại tôi bắn. Nhưng mà cái kia 4 bánh, cái này 2 bánh này lạc hậu hơn. 2 bánh vẫn là công nghệ hiện đại. Vậy đi bộ vô chắc. Xe đạp đâu? Không có kiếm được xe đạp ơi. Đi hoài giờ mới tới Lê Công Kiều. Ê, mình cất cây súng đi, mình cho nó mình dễ giao lưu. Bây giờ đang ở thế giới đồ cổ, ở khu Lê Công Kiều ha. Mình không thể nào mà chạm vào được những cái món mà công nghệ hiện đại như cậu nói được. Đó thấy không? Cũng có tật thói quen và không biết mấy giờ nữa nè. Chị cho em hỏi mấy giờ chị? Chị. À, em muốn biết em coi mấy đồng hồ cổ của chị trong đây nè. Đó, thấy chưa? Ôi, chị gái thì biết cách chào hàng. Dạ, cho em coi tí nha. Dễ thương, đẹp quá nè. Đó giờ tôi biết giờ rồi, tôi không sợ mấy người nữa. Tôi có đồng hồ qua quýt. Dạ, con đụng vô cái đồ hiện đại nào là người ta bắn con đó. Ghê lắm. À, bắn sao đừng dính vô đồ người ta nha. Bây giờ con đang cần làm sao để kết nối với thế giới. Con đã bị tịch thu toàn bộ những cái đồng hồ hiện đại nhất với lại điện thoại. Vậy
Giờ con không có cách nào gọi điện thoại luôn. Không có soạn email được luôn. Cô có điện thoại không? Ê, đó, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Tôi đang chạm vô đồ cổ đó. Cái này không phải đồ hiện đại đâu. Có đường like đây. À, có đường like đây nè. Ưu tiên tới cái mở cái điện thoại tới ra cho tới số điện thoại của bên công ty đi. Gọi điện được được không? Được, cắm like vô gọi bình thường luôn. Chất lượng âm thanh hơi tệ thôi. Chất lượng âm thanh hơi tệ à? Rè lắm anh. Rè alo. Xôi. Alo. Dạ. Dạ em ngài rapper chị ơi. À, có xôi rồi. Xong. Không ngờ ngày hôm nay mình hoàn thành nhiệm vụ trước cả thời gian quy định luôn. Bây giờ thì vậy? Trả đây. Thứ nhất, để coi giờ, tớ đã có đồng hồ, tớ không cần đến đồng hồ điện tử. Thứ hai, tớ đã giải quyết xong vụ hợp đồng rồi, ngày mai sẽ giải quyết bằng cách gọi điện thoại bằng điện thoại đồ cổ ha. Còn tin nhắn nhiệm vụ ngày hôm nay nữa hả? Cái gì vậy? Tin nhắn nhiệm vụ đây. Đây là tin nhắn nhiệm vụ. Đây mới là nhiệm vụ chính nè. Thiệt. Mất hết cả ngày. Ép người quá đáng luôn á. Sao không nói sớm? Xem tớ hoàn thành được thử thách không mới đủ sức thực hiện cái nhiệm vụ này. Một bạn nhán thế giới công nghệ hiện đại rồi muốn tìm hiểu về thế giới công nghệ cổ. Mày giờ cái địa chỉ này sao tìm? Bình thường tìm địa chỉ như thế nào? Điện thoại đây, lên Google Maps tôi hỏi rồi. Gì vậy trời? Đây là cái gì? La bàn. La bàn. Lần đầu tiên thấy la bàn đó luôn á. Nhanh không được tôi bán à? Rõ rõ. Từ từ. Trời ơi trời. Hẹn chi vô cái hẻm gì đâu mà nó hiểm trở dữ vậy trời. Đúng hẹn mà giờ hết hẹn rồi. Anh cho em hỏi không biết anh nào tin trường mà. Ô anh là anh Trường hả? Ok chào. Nhà anh gần đây luôn. Dạ. Hay quá. Mà biết sao không anh? Ở Trần Quang Khải này á là có gần một cái quán cà phê của ông anh của em. Một trong người ông anh mà rất đam mê về đồ cổ. Cũng chịu khó sưu tầm rất là nhiều món khác nhau. Dạ. Là hy vọng ngày hôm nay em sẽ tiết kiệm thời gian dẫn anh đến đó để mình có thể tham khảo một số món đồ cổ. Hay thì... quá giờ hay quá. Dạ. Đây, em giới thiệu với anh Trường, đây là một cái thế giới nho nhỏ về đồ cổ của ông anh của em. À, anh ấy chơi khá nhiều món đồ cổ khác nhau, sưu tầm với một niềm đam mê của mình và hy vọng là anh Trường cũng sẽ tìm kiếm được cái sở thích của mình tại thế giới nho nhỏ này. Không biết là ông anh em có nhà không? Chị yêu ơi, anh nhà có nhà không chị yêu ơi? Chị nói anh đi công chuyện rồi. Vậy là bữa nay anh em mình có thể tự do khám phá một tí, nghịch ngợm một tí anh nha. Thông thường á là anh Trường có thể nghe nói là mọi người đam mê về xe cổ, về đồng hồ cổ, về rất nhiều đồng tiền cổ. Nhưng mà về quạt cổ thì mấy ai lại có niềm đam mê đặc biệt đó đúng không anh? Mê quạt mới ghê. Cực kỳ bền, độ tuổi gần 100 tuổi luôn cũng có nữa. Ghê à. Mát quá. Anh có thấy mát không anh Trường? Mát, mát. Mà anh có tưởng tượng cây quạt này nó còn lớn tuổi hơn em, bằng tuổi của mẹ em luôn đó. Được sản xuất vào năm 1950 mấy á. Đến tận bây giờ quạt vẫn chạy tốt. Ở sau lưng anh cũng vậy, nắng rất nhiều loại quạt khác nhau. Và rất có thể là sẽ có một trong những cái quạt ngày xưa mà anh đã nhìn thấy ở trong hình ảnh tuổi thơ của mình sử dụng ở cái bậc tiền bối. Dạ, đó, hôm nay anh không có anh, ông anh em nhà tha hồ nghịch anh ơi. Trời đẹp quá ta. Ô, nặng quá. Dạ. Cái này 20kg đó. Dạ. Cái này mà qua bên mà đa số em nghĩ là chắc xài điện 110 rồi hen. Dạ. 110 không à. Anh nghĩ không, phòng khách mình ha, đẹp ha, sang rồi cổ hiện đại hay gì đấy. Cổ điển, cái mình trưng cái đồng hồ này vô. Quá đẹp. Đồng hồ này là được sản xuất năm 1800 mấy luôn á. 1800 mấy là cái độ tuổi rất là cao rồi. Và được xuất xứ từ Pháp. Sao giờ bước vô đây, các em thấy cái cục cưng này của em nó nhỏ bé quá. Trong một cái thế giới rất là rộng lớn của tất cả các loại đồng hồ khác nhau. Đây, lại thêm một cây tòa đùng đây nè. Cao hơn 2 mét. Thiết kế tinh xảo. Được sản xuất từ năm 1840 mấy đến 1850 anh. Cỡ tầm khoảng thời gian đó mà vẫn giữ được cái độ bền đó, anh thấy tuổi thọ rất là lâu. Trời, nhớ đi học quá hả? Lấy chuông vậy là cho đi về. Nó không kêu chim cút cu á, cút cu. Đó là đồng hồ tổ chim đó. Cái đó chịu khó mình coi Tom Cherry mình thấy.
Đây là hai quả tạ để mình có thể canh chỉnh kim giờ và kim phút. Anh Trường, anh thấy dòng chữ gì không? Edison. Anh biết tới nhà khoa học nổi tiếng của người Mỹ Thomas Edison, người đã chế tạo ra bóng đèn điện và đem lại nguồn văn minh mới cho toàn nhân loại, thì đây chính là một trong những sản phẩm của máy đầu tiên. Dạ, của nhà khoa học Thomas Edison mà thiết kế nè, cực kỳ đẹp, tinh xảo. Bằng gỗ vẫn còn nguyên. Dạ, đẹp mắt. Vinh hạnh lắm mới được sờ vô được cái đàn này đó. Sau những ngày làm việc bận rộn của anh Trường có thể đến với quán cà phê nhỏ nhỏ này của ông anh em, có thể tham khảo, giao lưu, trao đổi những thông tin rất là cần thiết về những món đồ cổ mình quan tâm. Cái thời đại công nghệ mới mà mình có được cái đồ cổ ngồi nghe là sao? Dạ. Vậy là bữa nay anh cảm thấy hài lòng đó anh Trường? Dạ đúng. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Như vậy nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Hoàn thành cách xuất sắc nào? Bây giờ sẽ là phần thưởng của hai rapper. Đây. Đấy vậy anh, đây là một món đồ chơi không sử dụng bất cứ công nghệ nào đó. Chỉ cần sử dụng cái lực của đầu ngón tay để vào cò súng và bắn. Bắn ngay ạ. Bắn hả? Bắn hả? Dạ phá tôi hả? Phá. Trả điện thoại đi, trả anh em lên. Tôi sẽ ủng hộ cho May. Ừ, May dễ thương quá, giờ này May duyên dáng. Phải công nhận trong cái clip May nổi bật nhất. Ừ, cây súng quá nổi bật. Ủa thật đó, cái người đó là May hả anh Hoàng? May đó, May hả? May dễ thương với sợ luôn, nghe giọng dễ thương. Lâu lâu tự nhiên giống như May có một cái sự xuất thần nào đó, những cái gì đó nó duyên dáng dễ sợ. May á mà đưa hết nguyên khuôn mặt vô khung hình đó thì sẽ không hay nữa. Mà chỉ cần đưa một cái tay vô như vậy thôi là rất duyên rồi. Quá đủ, quá duyên dáng, thậm chí là sáng hơn hẳn anh Hoàng luôn. Thật sao May xuất hiện vô, xuất hiện cái tay hoặc cái chân nó quá trời quá đất không bằng May nói một câu. Vậy giờ một ngày mà anh không có công nghệ hiện đại đó mà anh tiếp xúc với đồ cổ như vậy thì cảm giác của anh như thế nào? Sống chậm. Tự nhiên mình có nhiều thời gian để mình suy nghĩ những việc khác nhiều hơn, hơn là cắm mặt cho cái màn hình điện thoại hay là màn hình tính bảng. Nhiều khi cũng cắm, sau đó vẫn cắm mặt lại đúng không? Đương nhiên công việc mà bắt buộc phải cắm mặt lại thôi. Nhưng mà rõ ràng những giây phút mình sống chậm lại, à mình nhớ lại ai hay xỉa xói mình, ai tốt với mình, ai hay đâm chọt sau lưng mình. Nhưng mà em nói cái đó là sống thù dai chứ mà sống chậm không. Nói ra một tí là biết cá tính anh là con người như thế nào vậy? Em nói cái này, người ta nói là anh sống không cần công nghệ, đâu cứ nhất thiết là phải tìm hiểu về đồ cổ đâu, cũng có rất là nhiều hoạt động khác mà chúng ta không cần công nghệ tới. Hoạt động thể dục thể thao chẳng hạn. Đúng rồi. Nó cũng là một trong những một ngày thể hiện một ngày không công nghệ. Ta đi với người mình yêu để có được cái ngày kỷ niệm một năm. Không đi với người mình yêu chắc chắn một ngày với thói quen của Lan Trinh là kiểu gì cũng phải đưa cái máy smartphone lên và selfie rồi khoe. Ờ hôm nay tôi cũng Facebook rằng là tôi đi chơi người yêu. Em thì cũng là nằm trong chiến sĩ toàn năng là P336. Thì là bọn em thường là những ngày cuối tuần thì sẽ tập trung vào với nhau và tập luyện từ sáng tới tối. Gần như là bọn em sẽ phải nộp điện thoại lại cho các cô, các chú quản lý và tập trung, chỉ được tập trung vào nghệ thuật thôi. Và đến buổi tối thì các cô chú cũng có cho dùng tầm 30-40 phút để gọi về cho gia đình. Lúc đầu thì em cảm thấy là kiểu bí bách ấy. Kiểu như là ngưng ngay khó chịu, khó kể cả là mình ngưng ngay, kể cả là mình lôi điện thoại ra mình cũng không xem gì đâu nhưng mình vẫn phải lôi ra mình nhìn. Đó là một thói quen đúng không? Phải tự nhiên không ai gọi cái cũng móc ra, chưa ai gọi nhét vô, vậy đó. Nhưng mà đấy, nhưng mà dần dần rồi thì mình cũng phải quen, tại vì đó là công việc và mình phải chấp nhận nó. Chúng ta luôn á, chúng ta đang bị cái tình trạng rất là ngộ, chat trên Facebook đúng không? Ê bữa nào rảnh đi đi cà phê ha, xong tới lúc đi cà phê với người đó xong rồi bảo cũng thôi cầm y chang, rủ người khác đi cà phê tiếp. Xong rồi tiếp tục y chang như vậy, coi như ta đi cà phê với bản thân mình thôi, chứ với ai đâu. Nhưng mà cái thời buổi công nghệ nó không có hai mặt đó. Cà phê với chiếc smartphone mà. Ê, bây giờ hỏi một câu tiếp nè, em bắt đầu xài điện thoại lúc mấy tuổi? Dạ, từ lớp 6. Từ lớp 6, 12 tuổi. Từ lớp 6 đã có điện thoại. 12 mày... tuổi đã có điện thoại, mà hồi xưa mình mấy tuổi mới có điện thoại mấy con? Chắc phải 15, 16 đại tuổi á. Mình có một cái đầu tiên, nhắn tin được 180 ký tự, xong quơ 4 phương 8 hướng mới được một cái tin nhắn. Và cái gì đó, 8200 đó, 8250 đó, hồi Nokia. Hồi xưa tôi nhớ tôi có điện thoại sớm lắm, lớp 7 tôi đã có điện thoại rồi. Là 13 tuổi. 14 tuổi, lớp 7, 14 tuổi là chuyên gia ở trong, để trong cặp mà bạn nào mà có hệ chuyện khẩn cấp gọi cho gia đình là toàn mượn điện thoại. Có gì mà hồi nhỏ tôi chỉ được là gia đình cấp cho cái máy nhắn tin á. À, cái máy, có, là có cái kiểu phải gọi lên tổng đài mấy giờ đi học về đó. Đối với các bạn trẻ thì bây giờ tụi mình già khỏi rồi. Nhưng mà mình cũng không thể trách cứ bất cứ ai đúng được rồi. Thế hệ trước hay thế hệ sau, đó là sự phát triển của xã hội và thời đại. Như con Hoàng Rapper giờ mới mấy tháng là đã có cái iPad rồi. Rồi, hiện đại không? Em nói cái gì cũng có hai mặt, hết công nghệ rất tốt, cuộc sống mình phát triển hiện đại, nhưng mà khi mình
đừng có làm dụng nó, không nên làm dụng. Mình mời người thứ hai lên làm lên tiếp đi. Nhiệm vụ thứ hai là cuộc đối đầu giữa một học sinh lớp 5 và thám tử Quang Bảo của chúng ta. Có nội dung như sau, Sĩ Thanh xin đọc lại. Kính gửi cô thư ký Sĩ Thanh và các thám tử vui nhộn, con là Vương Trọng Khô lớp 5-1 trường tiểu học Sông Lô, quận Phú Nhuận. Con và các bạn trong lớp rất hâm mộ và yêu thích chị Sĩ Thanh và các thám tử của chương trình du lịch kỳ thú vì sự thông minh vui nhộn của các cô chú. Trong đó em đặc biệt ấn tượng với chú Quang Bảo vì chú vừa đẹp trai, dễ thương lại còn thông minh, biết mọi thứ. Con rất muốn được gặp và thách đấu với chú Quang Bảo để kiểm tra xem chú có giữ được hình tượng như trong chương trình không ạ. Mong nhận được sự ủng hộ của chị Sơn. Thôi bây giờ dạch, đại hội dạch mặt là cố thôi. Xin mời Quang Bảo và thật ra tiếp. Là tới vào thời điểm này mới thấm thía cái điều mà ngày xưa Ba Dô có từng nói một lần, đó chính là đôi khi cái nhiệm vụ gì mình đi một mình đó, mình xử lý nó tốt hơn đi hai người chỉ rối thêm thôi. Trước đón sao trước đón sao tới chưa không gì? Nói chung là có những thứ khó nói lắm, mọi người xem clip đi rồi sẽ hiểu. Trời ơi, vô trường mẫu giáo luôn hả? Năm trăm anh em. 500 anh em. Sẵn sàng chưa? Giáo này được nè Bảo. Sẵn sàng rồi đúng không? Quá sẵn sàng rồi anh. Em vô trước đi. Em vô xử lý mọi người trước đi. Anh là boss, anh em chỉ là học việc thôi, anh vào trước đi. Không, anh tin tưởng em mà, anh tin là em vô đây ngày hôm nay em sẽ thách đấu, em sẽ được chiến thắng, hiểu không? Tại vì anh nghĩ là cái tầm của anh nó đã cao lắm rồi. Còn em mình trợ lý, em sẽ ngang tầm với mấy bạn, cho nên là em đi vô thi với các bạn đi ha. Chờ chết. Anh sẽ hỗ trợ em hết mình. Sắp mặt luôn. Ghê chưa? Gì? Chào các em. Sợ. Anh giới thiệu, anh là Quang Bảo, đây là Tiếp. Ngày hôm nay anh nhận được lời thách đấu đến từ trường tiểu học Sông Lô. Ai là Trọng Khôi lớp 5-1 đâu? Xin chào chàng trai. Sao em? Ngày hôm nay em thách đấu cùng với tụi anh đúng không? Đây là nam châm anh em của em, rồi đến đây để thách đấu để chiến thắng. Cái gì? Như đây mà 500 anh em nữa hả? Còn quen một trường nữa quá không? Dạ không. 500 anh em này có thề sống chết với em không? Dạ thề. Có mình em thề à? Thề. Nhưng mà không sao, anh tin tưởng là tụi em sẽ đoàn kết với nhau. Tụi em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ thách đấu với nhau 20 người của tụi em. Đối với tụi anh, một người là bạn này thách đấu với tụi em. Ok. Chúc mừng em. Anh sợ luôn á, thiệt luôn á. Coi bạn thử. Kìa, bỏ đôi nhỏ kìa. Kêu em. Được hả? À quên là hai người đấu với lại 20 người. Quên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái phần thách đấu với nhau, đó chính là phần thách đấu về mặt kiến thức. Ai mà thắng thì sẽ có quà. Đồng ý không? Sẵn sàng chưa? Anh thấy mình yếu rồi đó. Được không được, mình phải tự tin lên. Anh phải tự tin lên. Rồi. Đây là phần thi sống còn. Các con nhớ chưa? Chỉ có tổng cộng là 15 câu hỏi thôi. Chúng ta sẽ giành quyền trả lời. Ai mà thắng được 8 câu đầu tiên thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Để giành quyền trả lời thì các con phải bấm chuông như thế này. Đó. Và sau đó phải đưa ra đáp án. Nếu như đội nào mà đưa ra đáp án sai thì đội kia có quyền trả lời. Cho nên là phải suy nghĩ thiệt là kỹ, phải rất là chắc chắn với đáp án của mình. Hiểu hết rồi đúng không? Cố gắng nhanh, chính xác, chuẩn nha. Rồi bây giờ bắt đầu. Cái gì đập thì sống, không đập thì chết? Ba, hai, một. Tim. Dạ hơi con tim. Chính xác. Mới có 1-0 thôi, không sao, bình thường, bình thường. Mới có đầu tiên mà. Đi trước đi, không sao đâu. Con gì có 12 chân, mình đen trước mặt, nó có 2 cái răng đỏ? Con gì có 12 chân, mình đen trước mắt? Dạ hơi là con rết. Đáp án là con rết. Chính xác. Sư phụ bình tĩnh, sư phụ ơi. 2-0, mới 2-0 thôi, mới 2-0 thôi. Thôi yếu hà. Hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh? 3, 2, 1. 8. Chính xác. Quá giỏi. Anh nghĩ là em có nên làm trợ lý của anh nữa hay không? Cố lên. Cái gì khi đứng thì lại nằm, mà khi nằm thì lại đứng nhất? Cái chân. Bàn chân. Chính xác. Ơi Bảo ơi, cái này phải để ai bộ.
thấy cái vấn đề nó kỳ quá. Em không dám vượt mặt sư phụ. Những câu hỏi này tôi nghĩ là nó phải ra tầm cao siêu hơn chứ. Những câu hỏi này đơn giản quá vậy. Em, trả lời đi. Voice. Một bà già đi mua mèo. Bà gặp một cái bàn tròn trước cửa. Hỏi tại sao bà lại đi về. Bàn tròn là bàn không méo là mèo không bán. Mèo không bán. Tại sao không méo? Bàn tròn là bàn không méo. Quá dễ. Bàn không méo là mèo không bán. Bàn không méo. Ê, tôi không biết câu này nha. Khoan, cho anh hỏi. Tại sao mấy em biết đáp án như thế này? Tại bởi vì là tụi em chơi nhiều, nghe câu đó nhiều. Tụi em hay chơi đố nhau lắm hả? Dạ, đúng. Tụi em thường hay chơi với nhau hả? Thông minh quá. Con nít bây giờ thông minh quá. Mới có 5 không thôi mà em, từ em. Sao rồi? Sao con cò khi ngủ lại giơ một chân lên? 3 1. Vì nếu giơ hai chân nó sẽ ngã. Sao mà lại ngã? Tại sao con cò? Mà không có làm được gì. Khi ngủ chỉ có một chân. Giơ lên. Còn cái còn lại không được. Đúng, em nghĩ là nó đã ngủ rồi thì nó phải nằm rồi đi. Dạ, chỉ có con cò. À, nó giơ một chân lên. Chứ nếu nó giơ lên hai chân là bị té. Trời ơi, trời ơi. Thôi bà ngủ. Giơ hai chân lên coi. Đó, thấy chưa? Cảm ơn các em. Mình chơi từ từ lại được không? Mình đừng có chơi quá sức được không? 30 chưa phải là tới em ơi. Phim hay phải chờ đoạn kết. Cố gắng lên em, anh nghĩ là sao ngày hôm nay em sẽ được được cảm ơn công ty đó. Tổng số tuổi của Na và Nấm là 12. Sau 4 năm, Nấm lớn hơn Na 8 tuổi. Hỏi, bây giờ Nấm và Na bao nhiêu tuổi? 28, 20, 12 tuổi, 14, 28 tuổi, 14, 16. Sai. Cái gì vậy? 12 tuổi là tổng số tuổi đúng không? 14, 16. Tổng số tuổi của cả 2, 4, 5, 6, 12. 12 từ từ là tổng hiệu nè, tổng hiệu 12, 12, 4, 6, 8, 10, 20, 14, 18. Từ hiệu là chia đôi. 10 với 2 tuổi. Chính xác. Thông minh quá. 30 chứ phải Tết em ơi. Biết tại sao là 10 với 2 tuổi không? Khi mà tổng của hai người là 12 tuổi mà 4 năm sau tức là mỗi người sẽ cộng thêm 4 tuổi đúng không? Nếu mà cộng thêm mỗi người 4 tuổi tức là chúng sẽ có tổng số tuổi của hai người là 20. Hiểu chưa? Tổng người là 20. Thì bây giờ là cộng lại trừ ra làm sao mà được trên nhau 8 tuổi. Coi như là bây giờ là 20 trừ cho. Tôi quên rồi. Thì tôi quên mất tiêu rồi. Nói chung là 10 với 2 tôi ra rồi đó. Kệ đi, khỏi tính đi. Trong điều kiện bình thường, muỗi đực và muỗi cái, con nào sống lâu hơn? Cái. Con đực. Sai. Sai. Nếu mà muỗi đực sai thì chỉ có muỗi cái là đúng thôi. Ăn may. 72. Cái gì cao lớn lênh khênh, đứng mà không tựa ngã cành ngay ra? 3, 2, 1. Cái khang. Cái khang. Chính xác. Cái gì vậy? Nghe rõ luôn. Cái khang. Cái khang. Mấy câu rồi, thì sắp bây giờ là bao nhiêu rồi? 82. Tiếp đi. Tèo hỏi Tí trong hộp bút bạn có tất cả bao nhiêu cây bút? Tí trả lời, số bút của mình bằng kết quả 5 số khác nhau nhỏ nhất cộng lại. Vậy Tí có bao nhiêu cây bút? 15. Sai. 5 số nhỏ nhất cộng lại bằng 10. Chính xác. Cái này mình trả lời nhanh quá ta. 10 chứ sao. Câu hỏi đạo đức lớp 1. Hãy cho biết ý nào sau đây không thuộc quyền trẻ em. A. Tự do làm theo ý muốn của mình. B. Có bạn bè. Và C. Được vui chơi. 3, 2, 1. A. Chính xác. Sai. Đâu có thể là A được. Câu trả lời là nguyên một câu dài mà. Đâu có chỉ A thôi đâu. Mấy đứa phòng của hiệu trưởng đâu rồi mấy đứa? Để anh vô anh đăng ký đi học lại lớp 1. Rồi bây giờ nói thiệt với nhau đi, tại sao các em biết hết những câu trả lời như thế này? Tụi em tự ghi. Tụi em suy nghĩ. Tụi em suy nghĩ hay tụi em tự ghi? Tụi con nít là không có nên nói xạo nha. Dạ, suy nghĩ xong rồi ghi. Suy nghĩ xong rồi ghi hả? Các bạn thân mến, ngày hôm nay đội hình của Thám Tử đi thua.
Nhưng lý do thua là bởi vì đây tất cả những câu hỏi đều là của trường đại học Sông Lô gửi về. Chơi rất là đẹp. Tuy nhiên đây chỉ mới là phần thi kiến thức thôi. Bây giờ chúng ta phải chơi vận động. Trong trò chơi vận động này, đội bên đây bởi vì dân số quá đông, cho nên cái nhiệm vụ các bạn là phải cử ra hai người khỏe, nhanh và khéo nhất. Đâu? Hai bạn nào? Em và Khôi này. Trường Huy với Minh Khôi. Rồi, bây giờ Trường Huy với Minh Khôi bước ra. Sẵn sàng chưa? Cô lên sư phụ ơi. Lùi xuống coi gian vậy. Cho anh gian ai chơi lớn kẹt cầu gây. Không. Không nhường đích nữa. Ôi chơi chơi. Chú vô, chú vô, chú vô. Đúng rồi. Chú vô, chú vô, chú vô. Nhân đỏ hơn càng. Mất mặt thám tử mình ghê luôn. Anh cảm thấy quá thất vọng về em luôn á Tiếp. Thất vọng về em một quá thất vọng. Anh tính bế em về cho lẹ. Em quá lâu kìa. Quá lâu kìa. Và ngày hôm nay đội chiến thắng là đội Sông Lô. Ngày hôm nay đội chiến thắng sẽ nhận về cho mình mỗi người một phần quà. Tuy nhiên để nhận được phần quà đó mấy đứa hứa là giữ bí mật giùm anh đi. Ok. Đừng có nói với mọi người biết. Thật ra hôm nay anh sẽ quê lắm đúng không? Đấy chưa? Thua đâu thì nói là trước ngày thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa bộ. 10 năm sau anh quay lại đây. Anh đây là phần quà dành cho các bạn. Trời đất ơi. Số 1. Trời ơi. Có một điều tôi phải công nhận là clip của các bạn mang tính giải trí cao. Không, thật ra tôi nghĩ là lâu lâu chúng ta cần phải có những cái số mà chúng ta được quay trở lại tuổi thơ. Tuổi thơ của mình. Nó rất là vui, tại vì rõ ràng đó là những cái câu hỏi, câu những câu đố mà ngày xưa tôi không có biết luôn á. Chứ bây giờ tôi nghe những câu đố như vậy. Bây giờ bạn quay lại rồi bạn đi luôn đi, bạn đừng quay về cái công ty này nữa. Trời ơi, xấu mặt tôi quá đi. Hai người đi mà không bằng một đám nhỏ là trả lời thua được hai câu nhỏ. Nghĩ coi, hai người làm sao bằng 20 người được. Rồi thể lực cũng vậy nữa. Thể lực như vậy đòi 10 năm nữa hả? Lúc đó già sụm đủ rồi. Trong khi 10 năm nữa các bạn còn cao lớn hơn nữa, làm sao thi đấu? Ai nghĩ sao mà cuốn lép mà kêu tụi nhỏ nó sao tụi các bạn là số 1? Thì gỡ ra. Không chấp nhận được. Thật ra mình phải công nhận, tại vì một thời gian dài chúng ta đã đi làm những chuyến du lịch nè, rồi đi tìm hiểu những điều kỳ thú nè. Thì bây giờ chúng ta phải có một cái clip để mang tính giải trí để các bạn không bị nhàm chán và đơn cử là Quang Bảo và Tiếp đi. Ok. Đúng rồi, hợp lý. Rồi Thanh ơi, Thanh ơi cho mình chọn đi Thanh Thanh. Ừ, okay. Đã có màu đen trong lòng của tôi rồi đó. Rồi bây giờ là chuyến hành trình của anh Hoàng Rapper. Một ngày không dùng công nghệ. Thông điệp, quan trọng là thông điệp. 3, 4, 2, 3. Bảo rồi. Bảo xấu tính quá. Sao vậy Bảo? Sao vậy Bảo? Trời ơi, lâu lâu Bảo mới để có một lần cái bảo xấu tính, bình thường bảo để đỏ không mà. Cái clip của anh Bảo rất là hay, nhưng mà tôi bị tiếc hiểu không? Tại vì anh không có tìm hiểu thêm nhiều cái nữa. Tại vì giống như là tôi nói, giống như là đồng hồ đi, phải có được cái đồng hồ mà giống như đồng hồ tổ chim đồ này nọ, nhìn thấy được những cái đó. Cũng như là cái kiến thức mà về đĩa than thì nó phải cập nhật cho mình biết. Cho Bảo nè, cho Bảo nè. Đỏ lại. Ở Quang Bảo, Bezo, sao vậy Bezo? Tại chưa nhận được đồng hồ. Xấu tính quá. Tôi mua một cái à. Thôi vậy mọi người lên giơ lại, chứ không có cộng kết được. Rồi bây giờ một cái một nha. Thống nhất nè, 1, 2, 3. Được, ôi. Đồng hồ anh. Họ nghĩ sao em cứng rắn lắm mà nên mua chuột em được hả? Không dễ đâu anh. Thì trả đây. Em tịch biên của anh. Tịch của gì? Trả đây cho Bezo. Giờ đây chuyến hành trình của Quang Bảo. 1, 2, 3. Ủa trời ơi, thật sự như tôi nói rồi, tôi đồng tình cho cái chuyện là cái clip mang tính giải trí cao đó. Cố gắng đúng không? Tôi rất là cố gắng. Cố gắng Tiếp đã sau bao fan cố gắng rất nhiều. Một lần đầu thì được, nhưng mà 3-4 lần sau thì không được. Phá hoại không à? Do ai? Cho nên sẽ thành quyết định giao huy chương này cho Tiếp. Trở thành sáng tượng thứ tắt nhất của tôi. Tiếp ơi, mọi người nên khuyến khích cho lớp trẻ. Tiếp ơi,
Anh tự hào về em lắm. Sau ngày hôm nay em tốt nghiệp rồi đó. Sau ngày hôm nay em tốt nghiệp rồi đó. Đừng đi với anh nữa nha. Thế em có nhớ nha. Rồi, tuần sau sẽ là hai nhiệm vụ bí ẩn, cho nên là hy vọng khán giả lại tiếp tục gửi thư về cho Sinh Thành nha. Quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Du lịch Kỳ Thú được phát sóng vào lúc 22h45 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Hoặc chúng ta có thể ấn nút subscribe và theo dõi các clip của Du lịch Kỳ Thú trên kênh MCV Media của YouTube. Ta có một trang fanpage mang tên Du lịch Kỳ Thú, các bạn hãy lên trang fanpage và tích cực share, like, comment cho chúng tớ nhé. Ngoài ra chúng tôi còn một trang hotline là 0989089413, hãy gọi điện và yêu cầu thám tử tham gia chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.